Thưa anh chị em, hôm nay với một cái chủ đề cần phải kiên quyết thanh lọc. Thanh lọc ở đây tôi đang muốn nói lên thanh lọc những kẻ cơ hội, những cái bè nhóm cơ hội, những cái tập đoàn cơ hội. Thế thì qua cái vừa rồi, chào Lê Hà, vừa rồi thì chúng ta thấy trong toàn thể đất nước thì cái vấn đề mà đã đưa ra rất nhiều những cán bộ lãnh đạo từ bộ trong bộ cấp bộ chính trị, rồi lãnh đạo của các tướng tá của công an. Cấp tướng ở bên quân đội thì chưa có, nhưng mà cấp tá ở quân đội cũng đã có, đại tá quân đội cũng đã có. Thế thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái tiến triển tốt và cần phải phát huy. Thế nhưng tôi lại thấy hiện tại Quốc hội chưa có một cái gì để thể hiện vào bắt tay và trong cái cuộc thanh lọc này. Chính phủ chưa thấy quyết liệt, mà hình như là chỉ mới có do Bộ Chính trị làm việc tích cực trong cái việc mà thanh lọc, kết hợp với lại bên có một cái lực lượng để làm được những cái việc này, thì tôi nghĩ rằng phải có một cái sự phối hợp chặt chẽ của quân đội cũng như là Quốc hội và chính phủ phải đồng bộ. Bởi vì nếu không thì chúng ta biết là trong xã hội chúng ta thì cái lực lượng mà tham nhũng, tham ô, lộng hành quyền lực thì hay sử dụng những cái mà biện pháp mà trả thù. Nếu mà một cái tập đoàn chúng nó đã liên kết với nhau, nếu bắt một người, hai người, vài người và tiếp tục, nếu mà thanh lọc hết thì đương nhiên là cả cái bộ máy chính quyền này hầu như không còn được bao nhiêu người trong sạch cả. Thế thì nếu mà khi mà chúng mà nó sẽ hại lại những cái người mà chống tham nhũng, chống tham ô, tham nhũng, nó sẽ tìm mọi cách nó sẽ làm lại. Tất nhiên là khi mà cái mà làm trong cái công việc này thì đương nhiên khi mà những người mà đã bắt tay vào công cuộc để mà thanh trừng những cái đối tượng, những thành phần tham ô tham nhũng thì đương nhiên đã phải có quyết sách. Thế nhưng tôi nghĩ cần phải có sự cương quyết và làm chặt chẽ hơn, kết hợp giữa quân đội, Quốc hội và chính phủ để làm đồng bộ. Chứ nếu mà làm không được triệt để thì tôi nghĩ rằng là sẽ không đi được đến đâu, đất nước sẽ không thay đổi. Phải thay đổi toàn bộ cái luật lệ, cái luật và luật pháp phải được có một cái cách nghiêm chỉnh nhất, và đồng thời xúc tiến một cuộc, nếu mà nói đúng ra thì nó phải như là một cuộc cách mạng trong chính bộ máy chính quyền, một cuộc cách mạng thanh lọc toàn bộ, cải cách toàn bộ, làm lại hết toàn bộ hệ thống và đưa luật pháp vào được áp dụng một cách nghiêm minh nhất, có sự ràng buộc chặt chẽ nhất. Còn nếu tình trạng mà như thế này mà đánh trống bỏ rùi thì rất là nguy hiểm. Khi mà những cái thành phần mà gọi là sâu, là chuột, nó lại tiếp tục lộng hành, lại tiếp tục quay ngược lại, cắn lại những người mà
hại lại những người mà đang chống tham ô tham nhũng, đang làm trong sạch bộ máy. Và tôi nghĩ rằng cần phải kiểm kê ngay tài sản toàn bộ của các quan chức, công chức để nắm bắt được tài sản đó có thực chất là do mồ hôi, sức lao động và tài năng của mình hay không. Phải kiểm kê lại hết. Phải có một bộ phận đi kiểm kê. Chứ còn nếu mà kê khai, họ kê khai, họ thông báo, báo cáo và chỉ nói thế thôi thì cuối cùng là nó không bao giờ nó nói thật. Tiền bạc bỏ ngân hàng là bao nhiêu? Phải có biện pháp kiểm tra, kê khai tài sản. Nhà là bao nhiêu? Có bao nhiêu cái nhà? Có nhiều người ở trong là nhân viên ở văn phòng chính phủ thôi cũng đã được tặng mấy cái nhà. Thế thì bây giờ phải kiểm kê lại. Kiểm kê lại cho chặt chẽ. Xem là công chức, quan chức, tài sản như thế nào. Công an thì từ cấp phó phường trở lên cũng đã phải kiểm kê lại đi. Kiểm kê toàn bộ tài sản của họ. Để xem họ tài sản từ đâu mà có. Chính quyền thì cấp xã, chủ tịch xã trở lên cũng đã phải kiểm kê lại ngay đi. Và nhất là cái mà những cái thành phần mà trong cái bộ máy gọi là tòa án, viện kiểm sát cũng cần phải kiểm kê rất rõ ràng. Kiểm kê hết lại. Để xem là tài sản đó như thế nào. Nếu muốn duy trì được một xã hội cho tốt đẹp thì trước hết phải làm những cái biện pháp đó. Qua cái vụ việc mà những cái việc mà vừa rồi gọi là để chống tham nhũng, thì qua cái việc đó, những cái việc mà đã làm được thì đấy cũng là mới là một điểm bắt đầu, mới là bắt đầu và cũng rất đáng để khen ngợi chứ không phải là không. Thế nhưng tôi nghĩ rằng cần phải quyết liệt hơn, triệt phá toàn bộ những cái nhóm lợi ích, những cái băng đảng, những cái băng đảng ở trong cái bộ máy chính quyền. Nó đang trở thành những băng nhóm, băng đảng riêng biệt để cướp, để lấy của dân, phá tài sản của đất nước, của nhân dân, làm giàu bất chính. Không cứ là ở các cơ doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn của nhà nước, các tập đoàn kinh tế, mà còn ở trong bộ máy chính quyền. Công an cũng đã có nhiều tướng lĩnh bị bắt, thế nhưng vẫn chưa đủ, phải cương quyết. Bởi vì ta thấy cả một hệ thống công an đang vi phạm pháp luật rất là nhiều. Ở các tỉnh, ở các địa phương đều có bảo kê, rồi hãm hại những người dân lành, đánh đập bừa bãi, chỉ đạo bừa bãi, rồi móc nối với các doanh nghiệp, móc nối với các lãnh đạo của chính quyền, trong chính quyền, để ăn chia, chia chác khi cướp đất đai. Vậy thì cần phải kiểm kê hết toàn bộ tài sản và thanh lọc hết toàn bộ những ai vi phạm. Phải theo dõi trên mạng, báo chí để nắm bắt được, theo dõi được tất cả những thành phần đã coi như là có những cái biểu hiện là tội phạm. Cần phải triệt phá tuyệt đối thì mới thay đổi được, mới có cái hướng tiếp theo. Nếu không kiểm kê tài sản thì cũng không thể nào là có một bước đột phá được. Bởi vì chỉ có kiểm kê tài sản của quan chức, của lãnh đạo, của cán bộ, của đảng viên, của công an thì mới tìm ra được những ai đã vi phạm cái gì, đã lấy tiền bất chính ở đâu ra, mới thanh lọc được. Chứ còn nếu mà làm mà nẹt đẹt thế này thì chưa phải là ở mức độ
gọi là đột phá, chưa phải là một cuộc cách mạng để thay da đổi thịt cho cái bộ máy chính quyền này, thì người dân bây giờ vẫn không thể có niềm tin được. Và phải kiểm tra tất cả, thanh trừng lại tất cả, thanh lọc lại tất cả, kiểm kê lại, thanh tra lại toàn bộ những dự án đất đai. Chính chính quyền địa phương ở các cấp đã lấy đất của dân như thế nào? Không cứ là những cái người mà họ khiếu kiện, mà phải kiểm kê, thanh tra lại toàn bộ các dự án, từ dự án nhỏ cho đến dự án lớn. Dự án nhỏ thuộc cấp thẩm quyền nào cấp phép và đã làm thu hồi đất, đã lấy đất của dân đúng pháp luật chưa? Đã bồi thường chính đáng cho người dân chưa? Đủ đảm bảo đúng pháp luật chưa? Đã tạo công ăn việc làm cho người dân khi mà thu hồi đất đai của người dân chưa? Tôi nghĩ rằng cái vấn đề đất đai là cái vấn đề mà lớn nhất trong cái việc mà quan lại tham nhũng, và cũng là một cái kiếm cớ kiếm tiền nhiều nhất trong tất cả các lĩnh vực, đó là chính là đất. Đất lấy của dân bán cho doanh nghiệp, lấy của dân mang ra lấy đất của dân rồi đi bán phân lô bán nền, rất nhiều tỉnh nào cũng có. Vậy thì chính quyền này muốn để mà thanh lọc được, để mà xây dựng được một chính quyền tốt, thì trước hết phải hai việc làm. Đó là thanh lọc hết toàn bộ những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức. Phải thanh lọc lại, tìm tất cả những tội chứng để đưa ra xử lý trước pháp luật một cách nghiêm minh nhất, không bao che, không có một người nào được phép bao che. Và phải kiểm kê tài sản để nắm được những người nào, cán bộ họ tham ô tham nhũng như thế nào, mới phát hiện ra được tài sản bất minh thì nó sẽ lộ ra từ đâu mà có. Chỉ có cái biện pháp kiểm kê toàn bộ tài sản của cán bộ công chức, của công an, của quân đội, công an và quân đội thì ở cấp nào trở lên, công an thì phải cấp trưởng phường trở lên, những người lính thì không nói, vài đồng bạc có tham ô tham nhũng ăn hối lộ thì chắc là vài đồng không đáng kể, thế nhưng mà những cán bộ, những quan chức cao, quân đội cũng vậy, thì phải ở cấp nào? Những cái cấp tá mà không có liên quan đến kinh tế thì không cần thiết. Bộ đội biên phòng, rồi hải quan, nhất là những người mà phụ trách các khu vực mà biên giới, giáp biên giới, thì phải kiểm kê toàn bộ tài sản của họ, xem là họ lấy tiền ở đâu ra, họ làm cái gì. Những cái tài sản mà chính đáng thì được phép sử dụng, còn những tài sản bất minh phải thu hồi về hết cho nhà nước, cho đất nước, cho nhân dân, trước tình trạng đất nước đang bị thiếu hụt trầm trọng về kinh tế, đang chuẩn bị đổ vỡ về kinh tế một cách khủng khiếp. Các ngân hàng, nhiều ngân hàng tới đây sẽ bị phá sản. Thế nếu không làm được những bước đó thì tất cả tình trạng của Việt Nam sẽ còn đi xuống rất là nhiều, sẽ nguy khốn cho dân tộc Việt Nam hơn nữa. Mà nhất là sự
thao túng của nước ngoài, nhất là Trung Quốc. Vì vậy, chính quyền phải có một cuộc thay đổi một cách tuyệt đối, như một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng đó chính là cuộc cách mạng làm trong sạch bộ máy của chính quyền, thanh lọc toàn bộ cán bộ, lãnh đạo, đảng viên, công chức, quan chức cần phải làm những việc đó. Và điểm thứ hai là cần phải làm ngay, đó là rà soát toàn bộ những công trình, những dự án, những vấn đề đã lấy đất của dân như thế nào, từ cấp huyện, cấp tỉnh, và thanh tra lại những cái dự án mà họ nói là của chính phủ, xem có đúng là của chính phủ không. Mà của chính phủ là phải của chính phủ, chứ không phải là chỉ có thủ tướng, không phải chỉ có phó thủ tướng hoặc các nhân viên đến làm cho là coi như đây là ý của chính phủ, không phải. Những cái mà dự án mà mang tính chất quốc gia mà do chính phủ quyết định thì phải được Quốc hội thông qua, phải thanh lọc lại, nhất là tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh là một cái tỉnh lấy đất nhiều nhất của dân, phải thanh lọc lại, và thanh lọc lại cả cái bộ máy chính quyền ở tỉnh Bắc Ninh, cũng như công an của tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Quảng Ninh, Đà Nẵng rồi, thành phố Hồ Chí Minh thì bắt đầu mới chớm làm được một ít, một hai cá nhân. Phải làm đồng bộ, nếu không thì những cái kẻ mà tham ô tham nhũng, những kẻ mà tội phạm trong bộ máy chính quyền, chính nó sẽ cấu kết với nhau, nó quay ngược lại để nó chống phá những người muốn có một bộ máy trong sạch, muốn làm thanh sạch, trong sạch bộ máy chính quyền, nó sẽ hại lại đấy. Cần phải triệt để, chứ nếu không chúng sẽ cấu kết với nhau để nó lộng hành, tiếp tục lộng hành, và nó chống lại những người muốn. Ta thấy từ trước đến nay đều thế, những người nào gọi là chống tham nhũng đều bị chúng nó hại. Và khi nó cấu kết với nhau lực lượng thành một lực lượng thì quả thực là rất khó khăn cho cái việc mà làm trong sạch bộ máy của nhà nước, bộ máy chính quyền. Và rõ ràng chúng ta thấy cả cái bộ máy chính quyền hiện tại là đang bị mục nát, hư hỏng do những thành phần đó tạo lên đó. Những cái kẻ mà gọi là kẻ cơ hội, nó đang lợi dụng chức quyền để nó tham ô tham nhũng, nó hại nước hại dân. Cần phải có một cái quyết sách như một cuộc cách mạng trong bộ máy để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức. Vâng, chương trình của tôi hôm nay cái chủ đề cần phải làm, phải quyết tâm, quyết liệt, thanh lọc những cái thành phần cơ hội ra khỏi bộ máy chính quyền. Và chúng ta cũng biết hiện tại bộ máy chính quyền đang như thế nào thì chúng ta đều biết rồi, không cần phải nói nhiều, ai cũng biết. Và qua hai cái ý kiến mà tôi muốn xây dựng, nói về vấn đề để mà làm cho nó quyết liệt và triệt để như một cuộc cách mạng, chứ ở trong bộ máy chính quyền,
Và chính những người ở trong bộ máy chính quyền phải làm điều đó. Phải làm như thế nào? Phải quyết liệt như thế nào? Thì tôi có đưa ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề phải kiểm kê tài sản của quan chức, công chức, công quyền, những cơ quan công quyền. Và kiểm kê toàn bộ những dự án mà lấy đất của dân từ 10 năm trở lại về đây, hoặc 15 năm, 15, 20 năm cũng phải kiểm tra lại những cái dự án đó như thế nào, và lấy của dân như thế nào, có đúng hay không đúng, bồi thường của dân đã phù hợp, đã đúng luật chưa, đã đảm bảo đời sống và việc làm cho người dân nông dân chưa, đã coi như là lo đời sống cho họ, tạo công ăn việc làm nghề nghiệp cho họ chưa, kiểm kê lại hết để làm trong sạch bộ máy và lấy lại cái quyền lợi chính đáng của người dân, và tìm ra những kẻ cơ hội đang phá hoại đất nước, phá hoại nhân dân, hãm hại đất nước. Nếu để tình trạng như thế này thì rõ ràng đất nước đang nguy cơ. Mọi người ai cũng biết đấy là nguy cơ. Cần phải có một đất nước vững mạnh về kinh tế, về trí tuệ. Trí tuệ thì những người nào giỏi phải đưa lên, phải mời họ vào, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ từ trước giờ là cứ thấy những người tài là đẩy họ ra, hại họ. Thế thì qua cái chương trình này ai có ý kiến, ai có cái đóng góp gì, đây là tôi muốn là nói về cái vấn đề đóng góp để mà thanh lọc thôi, thanh lọc triệt để không còn những cái kẻ tham ô tham nhũng, kẻ cơ hội trong bộ máy công quyền, trong bộ máy cán bộ công chức. Chứ còn những cái vấn đề khác thì còn nhiều vấn đề. Và mỗi hôm tôi sẽ cố gắng nói một chủ đề để đóng góp, để xây dựng cho đất nước có sự thay đổi, thay đổi một cách tốt đẹp, thay đổi toàn bộ. Một xã hội phải thay đổi toàn bộ khi mà một bộ máy đã bị quá lắm, đã bị quá hỏng thì phải thay đổi lại. Thay đổi như thế nào? Thể chế như thế nào? Phải có một sự thay đổi quyết liệt thì cần phải từng bước. Và mỗi hôm tôi sẽ cố gắng nói về một chủ đề, nói về một cái cách nào để mà đạt được cái mong muốn đó. Xây dựng kinh tế như thế nào, thay đổi thể chế như thế nào, có cái gì để làm được, đảm bảo được là không còn là những kẻ cơ hội tồn tại trong xã hội. Vâng, có ai muốn lên chia sẻ không? Nếu mà có ai muốn lên chia sẻ thì tôi sẽ mời lên. Trần Ngọc Lâm cứ toàn nói linh tinh thôi. Có ai muốn lên chia sẻ không? Nếu mà không thì tôi sẽ dừng chương trình ở đây. Bởi vì mỗi hôm tôi chỉ muốn nói được khoảng cỡ tầm 30 phút. Còn nếu có anh em chia sẻ thì tôi sẽ cố gắng ở trong phạm vi một tiếng. Bởi vì chương trình tôi không muốn dài. Và tôi mong muốn những anh em nên chia sẻ là đúng trọng tâm, đúng chương trình, đúng chủ đề. Và không nói lan man, không nói đi lạc chủ đề, và không có những nói những cái vấn đề nói bậy, nói tục, nói lung tung thì là tôi sẽ không chấp nhận và tôi sẽ mời xuống. Thế chương trình của tôi hôm nay thì tôi đưa ra mấy cái ý đó, những cái cần, đây là cái đóng góp mà nói đến cho cái bộ chính trị, nhất là cho anh Trọng, để anh Trọng thực hiện
cho tốt. Và đồng thời tôi cũng kêu gọi Quốc hội phải bắt tay đồng bộ cùng với chính phủ bắt tay vào công cuộc này. Nếu không thì giữa cái mâu thuẫn của người dân với chính quyền cũng đã đủ là xảy ra. Nếu mà khi mà những cái mâu thuẫn đó bùng nổ thì đã xảy ra nguy hiểm cho đất nước rồi, chưa nói đến những cái mà vấn đề mà những cái mâu thuẫn khác trong xã hội, mâu thuẫn giữa những cái mâu thuẫn ở tất cả, ngay những mâu thuẫn trong nước, trong chính quyền với chính quyền, cán bộ lãnh đạo với lãnh đạo, đảng viên với đảng viên, rất là nhiều mâu thuẫn. Nếu không làm được thì cái mâu thuẫn trong xã hội càng ngày càng phát triển, càng ngày càng lớn lên, thì đấy là nguy hại cho đất nước. Thì qua cái chương trình này tôi muốn đóng góp và xây dựng, mong muốn tất cả các ngành, các tổ chức trong bộ máy chính quyền phải quyết liệt vào việc làm để xây dựng một đất nước, xây dựng một xã hội tốt đẹp. Xin chào, cảm ơn tất cả các anh chị em đã đón nghe chương trình của tôi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những chương trình tiếp theo. Xin chào. Của lãnh đạo, của cán bộ, của đảng viên, của công an thì mới tìm ra được những ai đã vi phạm cái gì, đã lấy tiền bất chính ở đâu ra mới thanh lọc được. Chứ còn nếu mà làm mà lẹt đẹt thế này thì chưa phải là ở mức độ gọi là đột phá, chưa phải là một cuộc cách mạng để thay ra đổi thịt cho cái bộ máy chính quyền này. Thì người dân bây giờ vẫn không thể có niềm tin được. Và phải kiểm tra tất cả, thanh trừng lại tất cả, thanh lọc lại tất cả, kiểm kê lại, thanh tra lại toàn bộ những dự án đất đai. Chính quyền địa phương ở các cấp đã lấy đất của dân như thế nào? Không cứ là những cái người mà họ khiếu kiện, mà phải kiểm kê, thanh tra lại toàn bộ các dự án, từ dự án nhỏ cho đến dự án lớn. Dự án nhỏ thuộc cấp thẩm quyền nào cấp phép và đã làm thu hồi đất, đã lấy đất của dân đúng pháp luật chưa? Đã bồi thường chính đáng cho người dân chưa? Đủ đảm bảo đúng pháp luật chưa? Đã tạo công ăn việc làm cho người dân khi mà thu hồi đất đai của người dân chưa? Tôi nghĩ rằng cái vấn đề đất đai là cái vấn đề mà lớn nhất trong cái việc mà quan lại tham nhũng. Và cũng là một cái kiếm cớ, kiếm tiền nhiều nhất. Nhiều nhất trong tất cả các lĩnh vực. Đó là chính là đất. Đất lấy của dân bán cho doanh nghiệp. Lấy của dân mang ra, lấy đất của dân rồi đi bán. Phân lô bán nền. Rất nhiều, tỉnh nào cũng có. Tỉnh nào cũng có. Vậy thì chính quyền này muốn để mà thanh lọc được, để mà xây dựng được một chính quyền tốt thì trước hết phải hai việc làm. Đó là thanh lọc hết toàn bộ những cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức. Phải thanh lọc lại, tìm tất cả những tội chứng để đưa ra xử lý trước pháp luật một cách nghiêm minh nhất, không bao che, không có một người nào được phép bao che. Và phải kiểm kê tài sản để nắm được những người nào, cán bộ, họ tham ô tham nhũng như thế nào mới phát hiện ra được. Tài sản bất minh thì nó sẽ lộ ra, từ đâu mà có,
chỉ có cái biện pháp kiểm kê toàn bộ tài sản của cán bộ công chức, của công an, của quân đội. Công an và quân đội thì ở cấp nào trở lên? Công an thì phải cấp trưởng phường trở lên. Những người lính thì không nói, vài đồng bạc, có tham ô tham nhũng, ăn hối lộ thì chắc là vài đồng, không đáng kể. Thế nhưng mà những cán bộ, những quan chức cao, quân đội cũng vậy, thì phải ở cấp nào? Những cái cấp tá mà không có liên quan đến kinh tế thì không cần thiết. Bộ đội biên phòng, thuế quan rồi hải quan, nhất là những người mà phụ trách các khu vực mà biên giới, giáp biên giới, thì phải kiểm kê toàn bộ tài sản của họ, xem là họ lấy tiền ở đâu ra, họ làm cái gì. Những cái tài sản mà chính đáng thì được phép sử dụng, còn những tài sản bất minh phải thu hồi về hết cho nhà nước, cho đất nước, cho nhân dân. Trước tình trạng thưa anh chị em, hôm nay với một cái chủ đề cần phải kiên quyết thanh lọc. Thanh lọc ở đây tôi đang muốn nói lên thanh lọc những kẻ cơ hội, những cái bè nhóm cơ hội, những cái tập đoàn cơ hội. Thế thì qua cái vừa rồi, chào Lê Hà, vừa rồi thì chúng ta thấy trong toàn thể đất nước thì cái vấn đề mà đã đưa ra rất nhiều những cán bộ lãnh đạo từ bộ, trong bộ cấp bộ chính trị, rồi lãnh đạo của các tướng tá của công an, cấp tướng ở bên quân đội thì chưa có, nhưng mà cấp tá quân đội cũng đã có, đại tá quân đội cũng đã có. Thế thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái tiến triển tốt và cần phải phát huy. Thế nhưng tôi lại thấy hiện tại Quốc hội chưa có một cái gì để thể hiện vào, bắt tay vào trong cái cuộc thanh lọc này. Chính phủ chưa thấy quyết liệt, mà hình như là chỉ mới có do Bộ Chính trị làm việc tích cực trong cái việc mà thanh lọc, kết hợp với lại bên có một cái lực lượng để làm được những cái việc này, thì tôi nghĩ rằng phải có một cái sự phối hợp chặt chẽ của quân đội cũng như là Quốc hội và chính phủ phải đồng bộ. Bởi vì nếu không thì chúng ta biết là trong xã hội chúng ta thì cái lực lượng mà tham nhũng, tham ô, lộng hành quyền lực thì hay sử dụng những cái mà biện pháp mà trả thù. Nếu mà một cái tập đoàn chúng nó đã liên kết với nhau, nếu bắt một người, hai người, vài người và tiếp tục, nếu mà thanh lọc hết thì đương nhiên là cả cái bộ máy chính quyền này hầu như không còn được bao nhiêu người trong sạch cả. Thế thì nếu mà khi mà chúng mà nó sẽ hại lại những cái người mà chống tham nhũng, chống tham ô, tham nhũng, nó sẽ tìm mọi cách nó sẽ làm lại. Tất nhiên là khi mà cái mà làm trong cái công việc này thì đương nhiên khi mà những người mà đã đặt tay, đã bắt tay vào công cuộc để mà thanh trừng những cái đối tượng, những thành phần tham ô tham nhũng thì đương nhiên đã phải có quyết sách. Thế nhưng tôi nghĩ
cần phải có sự cương quyết, cương quyết, và làm chặt chẽ hơn, kết hợp giữa quân đội, quốc hội và chính phủ để làm đồng bộ. Chứ nếu mà làm không được triệt để thì tôi nghĩ rằng là sẽ không đi được đến đâu, đất nước sẽ không thay đổi. Phải thay đổi toàn bộ cái luật lệ, cái luật và luật pháp phải được có một cái cách nghiêm chỉnh nhất, và đồng thời xúc tiến một cuộc, nếu mà nói đúng ra thì nó phải như là một cuộc cách mạng trong chính bộ máy chính quyền, một cuộc cách mạng thanh lọc toàn bộ, cải cách toàn bộ, làm lại hết toàn bộ hệ thống và đưa luật pháp vào được áp dụng một cách nghiêm minh nhất, có sự ràng buộc chặt chẽ nhất. Còn nếu tình trạng mà như thế này mà đánh trống bỏ rùi thì rất là nguy hiểm. Đất nước đang bị thiếu hụt trầm trọng về kinh tế, đang chuẩn bị đổ vỡ về kinh tế một cách khủng khiếp. Các ngân hàng, nhiều ngân hàng tới đây sẽ bị phá sản. Thế nếu không làm được những bước đó thì tất cả tình trạng của Việt Nam sẽ còn đi xuống rất là nhiều, sẽ nguy khốn cho dân tộc Việt Nam hơn nữa, mà nhất là sự thao túng của nước ngoài, nhất là Trung Quốc. Vì vậy chính quyền phải có một cuộc thay đổi một cách tuyệt đối, như một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng đó chính là cuộc cách mạng làm trong sạch bộ máy của chính quyền, thanh lọc toàn bộ cán bộ, lãnh đạo, đảng viên, công chức, quan chức cần phải làm những việc đó. Và điểm thứ hai là cần phải làm ngay, đó là rà soát toàn bộ những công trình, những dự án, những vấn đề đã lấy đất của dân như thế nào, từ cấp huyện, cấp tỉnh, và thanh tra lại những cái dự án mà họ nói là của chính phủ, xem có đúng là của chính phủ không. Mà của chính phủ là phải của chính phủ, chứ không phải là chỉ có thủ tướng, không phải chỉ có phó thủ tướng hoặc các nhân viên đến làm cho là coi như đây là ý của chính phủ, không phải. Những cái mà dự án mà mang tính chất quốc gia mà do chính phủ quyết định thì phải được quốc hội thông qua, phải thanh lọc lại, nhất là tỉnh Bắc Ninh là một cái tỉnh lấy đất nhiều nhất của dân, phải thanh lọc lại, và thanh lọc lại cả cái bộ máy chính quyền ở tỉnh Bắc Ninh cũng như công an của tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Quảng Ninh, Đà Nẵng, rồi thành phố Hồ Chí Minh thì bắt đầu mới chớm làm được một ít, một hai cá nhân. Phải làm đồng bộ, nếu không thì những cái kẻ mà tham ô tham nhũng, những kẻ mà tội phạm trong bộ máy chính quyền chính, nó sẽ cấu kết với nhau, nó quay ngược lại để nó chống phá những người muốn có một bộ máy trong sạch, muốn làm thanh sạch, trong sạch bộ máy chính quyền, nó sẽ hại lại đấy. Cần phải triệt để, chứ nếu không chúng sẽ cấu kết với nhau để nó lộng hành, tiếp tục lộng hành, và nó chống lại những người muốn. Ta thấy từ trước đến nay đều thế, những người nào gọi là chống tham nhũng đều bị chúng nó hại. Và khi nó cấu kết với nhau lực lượng thành một lực lượng
thì quả thực là rất khó khăn cho cái việc mà làm trong sạch bộ máy của nhà nước, bộ máy chính quyền. Và rõ ràng chúng ta thấy cả cái bộ máy chính quyền hiện tại là đang bị mục nát, hư hỏng do những thành phần đó tạo lên đó. Những cái kẻ mà gọi là kẻ cơ hội, nó đang lợi dụng chức quyền để nó tham ô tham nhũng, nó hại nước hại dân. Cần phải có một cái quyết sách như một cuộc cách mạng trong bộ máy để làm trong sạch đội ngũ cán bộ công chức. Vâng, khi mà những cái thành phần mà gọi là sâu, là chuột, nó lại tiếp tục lộng hành, lại tiếp tục quay ngược lại, cắn lại những người mà hại lại những người mà đang chống tham ô tham nhũng, đang làm trong sạch bộ máy. Và tôi nghĩ rằng cần phải kiểm kê ngay tài sản toàn bộ của các quan chức, công chức, để nắm bắt được tài sản đó có thực chất là do mồ hôi, sức lao động và tài năng của mình hay không. Phải kiểm kê lại hết. Phải có một bộ phận đi kiểm kê. Chứ còn nếu mà kê khai, họ thông báo, báo cáo và chỉ nói thế thôi thì cuối cùng là nó không bao giờ nó nói thật. Tiền bạc bỏ ngân hàng là bao nhiêu? Phải có biện pháp kiểm tra, kê khai tài sản, nhà là bao nhiêu, có bao nhiêu cái nhà. Có nhiều người ở trong là nhân viên ở văn phòng chính phủ thôi cũng đã được tặng mấy cái nhà. Thế thì bây giờ phải kiểm kê lại cho chặt chẽ, xem là công chức, quan chức tài sản như thế nào. Công an thì từ cấp phó phường trở lên cũng đã phải kiểm kê lại đi. Kiểm kê toàn bộ tài sản của họ để xem họ tài sản từ đâu mà có. Chính quyền thì cấp xã, chủ tịch xã trở lên cũng đã phải kiểm kê lại ngay đi. Và nhất là cái mà những cái thành phần mà trong cái bộ máy gọi là tòa án, viện kiểm sát cũng cần phải kiểm kê rất rõ ràng. Kiểm kê hết lại để xem là tài sản đó như thế nào. Nếu muốn duy trì được một xã hội cho tốt đẹp thì trước hết phải làm những cái biện pháp đó. Qua cái vụ việc mà những cái việc mà vừa rồi gọi là để chống tham nhũng, thì qua cái việc đó, những cái việc mà đã làm được thì đấy cũng là mới là một điểm bắt đầu, mới là bắt đầu và cũng rất đáng để khen ngợi chứ không phải là không. Thế nhưng tôi nghĩ rằng cần phải quyết liệt hơn, triệt phá toàn bộ những cái nhóm lợi ích, những cái băng đảng ở trong cái bộ máy chính quyền nó đang trở thành những băng nhóm, băng đảng riêng biệt để cướp, để lấy của dân, phá tài sản của đất nước, của nhân dân, làm giàu bất chính. Không cứ là ở các cơ doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn của nhà nước, các tập đoàn kinh tế, mà còn ở trong bộ máy chính quyền. Công an cũng đã có nhiều tướng lĩnh bị bắt, thế nhưng vẫn chưa đủ, phải cương quyết. Bởi vì ta thấy cả một hệ thống công an đang vi phạm pháp luật rất là nhiều. Ở các tỉnh, ở các địa phương đều có. Bảo kê, rồi hãm hại những người dân lành, đánh đập, bừa bãi, chỉ đạo bừa bãi, rồi móc lối với các doanh nghiệp, móc lối với
các lãnh đạo của chính quyền, trong chính quyền, để ăn chia, chia chác khi cướp đất đai. Vậy thì cần phải kiểm kê hết toàn bộ tài sản và thanh lọc hết toàn bộ những ai vi phạm, phải theo dõi trên mạng, báo chí để nắm bắt được, theo dõi được tất cả những thành phần đã coi như là có những cái biểu hiện là tội phạm. Cần phải triệt phá tuyệt đối thì mới thay đổi được, mới có cái hướng tiếp theo. Nếu không kiểm kê tài sản thì cũng không thể nào là có một bước đột phá được. Bởi vì chỉ có kiểm kê tài sản của quan chức. Chương trình của tôi hôm nay, cái chủ đề cần phải làm, phải quyết tâm, quyết liệt, thanh lọc những cái thành phần cơ hội ra khỏi bộ máy chính quyền. Và chúng ta cũng biết hiện tại bộ máy chính quyền đang như thế nào thì chúng ta đều biết rồi, không cần phải nói nhiều, ai cũng biết. Và qua hai cái ý kiến mà tôi muốn xây dựng, nói về vấn đề để mà làm cho nó quyết liệt và triệt để như một cuộc cách mạng, chứ ở trong bộ máy chính quyền, và chính những người ở trong bộ máy chính quyền phải làm điều đó, phải làm như thế nào, phải quyết liệt như thế nào. Thì tôi có đưa ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề phải kiểm kê tài sản của quan chức, công chức, công quyền, những cơ quan công quyền, và kiểm kê toàn bộ những dự án mà lấy đất của dân từ 10 năm trở lại về đây, hoặc 15 năm, 15, 20 năm cũng phải kiểm tra lại những cái dự án đó như thế nào, và lấy của dân như thế nào, có đúng hay không đúng, bồi thường của dân đã phù hợp, đã đúng luật chưa, đã đảm bảo đời sống và việc làm cho người dân, nông dân chưa, đã coi như là đo đời sống cho họ, tạo công ăn việc làm, nghề nghiệp cho họ chưa, kiểm kê lại hết để làm trong sạch bộ máy và lấy lại cái quyền lợi chính đáng của người dân, và tìm ra những kẻ cơ hội đang phá hoại đất nước, phá hoại nhân dân, hãm hại đất nước. Nếu để tình trạng như thế này thì rõ ràng đất nước đang nguy cơ. Mọi người ai cũng biết đấy là nguy cơ. Cần phải có một đất nước vững mạnh về kinh tế, về trí tuệ. Trí tuệ thì những người nào giỏi phải đưa lên, phải mời họ vào, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ từ trước giờ là cứ thấy những người tài là đẩy họ ra, hại họ. Thế thì qua cái chương trình này, ai có ý kiến, ai có cái đóng góp gì, đây là tôi muốn là nói về cái vấn đề đóng góp để mà thanh lọc thôi. Thanh lọc triệt để không còn những cái kẻ tham ô tham nhũng, kẻ cơ hội trong bộ máy công quyền, trong bộ máy cán bộ công chức. Chứ còn những cái vấn đề khác thì còn nhiều vấn đề, và mỗi hôm tôi sẽ cố gắng nói một chủ đề để đóng góp, để xây dựng cho đất nước có sự thay đổi một cách tốt đẹp, thay đổi toàn bộ một xã hội, phải thay đổi toàn bộ khi mà một bộ máy đã bị quá lắng, đã bị quá hỏng thì phải thay đổi này. Thay đổi như thế nào, thể chế như thế nào, phải có một sự thay đổi quyết liệt thì cần phải từng bước. Và mỗi hôm tôi sẽ cố gắng nói về một chủ đề, nói về một cái cách nào để mà đạt được cái mong muốn đó. Xây dựng kinh tế như thế nào, thay đổi thể chế như thế nào, có cái gì để làm được
đảm bảo được là không còn là những kẻ cơ hội tồn tại trong xã hội. Vâng, có ai muốn lên chia sẻ không? Nếu mà có ai muốn lên chia sẻ thì tôi sẽ mời lên. Trần Ngọc Lâm cứ toàn nói linh tinh thôi. Có ai